Vừa qua, trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác MOU với tập đoàn quốc tế Marriott, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Đây là tiền đề để sinh viên chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn trường đại học FPT có cơ hội được tham quan, trải nghiệm và thực tập làm việc trong tương lai. Tập đoàn sở hữu rất nhiều resort khách sạn 5 sao tại Việt Nam. Trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vừa qua, khách mời của sự kiện MOU là những khách sạn 4 năm sao đến từ khắp các tỉnh thành Việt Nam. Cùng với các đại diện khách sạn, còn có các đại diện là những công ty thực phẩm đã tài trợ, đồng hành với ngành quản trị du lịch và khách sạn trong nhiều năm qua. Lễ ký kết là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đại học FPT với tập đoàn quốc tế Marriott. Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu rất nhiều các khách sạn, resort 5 sao trên khắp Việt Nam. Đây cũng là một bảo chứng rất uy tín cho chất lượng đào tạo của ngành quản trị du lịch và khách sạn của trường đại học FPT. I think it's a very great milestone for FPT University to have this cluster MOU signing with Marriott International in Vietnam. We have basically 11 hotels and resorts now across 6 brands. We have basically around 40 new hotels in development that's probably going to be open within the next 3-4 years. So we have a great robust pipeline. So in all hotels, we need we call the new talent coming in to give them a foundation that in the future that the new generation of hoteliers have a chance to incubate and to learn and also to grow. Trong định hướng học theo định hướng doanh nghiệp thật trong môi trường thật, bộ môn quản trị du lịch khách sạn trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy một số môn học có tính kỹ năng trong những khách sạn, công ty du lịch lữ hành và nhà hàng uy tín. Điều này giúp cho các bạn sinh viên không chỉ tiếp thu tốt kiến thức mà còn nắm vững tay nghề, có kinh nghiệm thực tế, khi làm việc sẽ không mất thời gian để hướng dẫn, có thể chuyên nghiệp ngay khi vào làm việc cho các nhà hàng khách sạn trong và ngoài nước.